Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán của em Dương Ô Tô Thái Nguyên. Ngày hôm nay thì em mới mua về được một mẫu xe 7 chỗ đến từ thương hiệu của Isuzu Nhật Bản các bác nhá. Một chiếc MX. Chiếc xe được sản xuất năm 2017. Lăn bánh lần đầu là 2018. Và chiếc xe mới lăn bánh được có trên 5 vạn km các bác nhá. Một chiếc xe 7 chỗ, máy dầu, số sàn. Và bên nhà em đang chào bán chiếc xe này với mức giá là 580 triệu. Xe thì bên nhà em đã rút hồ sơ cầm tay rồi. Xe cực kỳ là đẹp. Về chất lượng của xe thì bên nhà em cam kết với các bác là hoàn toàn không có đâm va, không tai nạn, không ngập nước. Keo chỉ nguyên bản cả xe. Hộp số và động cơ cũng là nguyên bản trong nhà sản xuất các bác nhé. Chiếc MX này thì xe được trang bị động cơ là 2.5, máy dầu. Đây là phiên bản số sàn một cầu các bác nhé. Xe cực kỳ là đẹp luôn, đời rất là cao. Phong dáng thì không có chỗ nào để chê các bạn, nhìn rất là đẹp luôn ạ. Bác nào quan tâm đến chiếc xe này thì vui lòng liên hệ cho em qua số điện thoại là 0968 288 444 xem xe tại thành phố Thái Nguyên các bác nhé. Sau đây thì em xin phép là quay trở chi tiết về chiếc xe này để cho quý vị và bạn trên mọi miền tổ quốc có thể xem video chi tiết và có thể chốt luôn trên video của em được. Về chất lượng thì bên nhà em cam kết trên văn bản rồi. Đây là chuẩn xe 7 chỗ các bác nhá, chứ không phải là dòng 5+2. Đây là các bác thấy phần phía sau nó rất là cao to này. Đấy. Ngồi rất là rộng rãi và không bị đầu không bị chạm trần. Chiếc xe này các bác cũng mua về đi gia đình hoặc chúng ta có thể chạy dịch vụ cũng rất là ok. Với động cơ 2.5 đi kèm hộp số sàn 5 cấp thì xe nó tiêu hao nhiên liệu ở mức khoảng 8 lít dầu cho 100 km đường hỗn hợp các bác nhé. Đó, form dáng thì cực kỳ là đẹp, rất là cao to, rất là hầm hố. Xe nhập khẩu các bác nhé. Đây. Phần đầu xe thì cái mặt ca lăng được sơn cái màu này màu nâu các bác nhé. Đây. Rất là đẹp này. Nó nổi bật cái phần đầu xe. Chính giữa là logo của Isuzu. Xe là xe sản xuất 2017 các bác nhé. Và đăng ký lần đầu là 2018. Chạy hơn 5 vạn. Đây, đèn pha thì các bác quan sát là nó rất là trong. Cực kỳ là trong và trang bị một bóng đèn bi. Đèn pha, bóng pha thì nó vẫn là bóng đèn halogen. Đây chúng ta có đèn xi nhan này. Đấy. Phía dưới chúng ta có đèn LED. Đèn định vị các bác này. Đèn pha hai bên. Rất là trong luôn. Về chất lượng của xe thì bên nhà em cam kết với các bác là hoàn toàn không có đâm va tai nạn nữa nhá. Keo chỉ của xe là nguyên bản cả xe. Đây, em sẽ quay trời thời tiết nó khá là oi bức nên em sẽ quay nhanh các bác nhé. Đây là phần mâm lốp của xe. Xe được trang bị la răng 6 chấu. Nhìn nó rất là khỏe khoắn và la răng này có kích thước là 16 inch. Bộ lốp là 245/70. Đây, lốp đây. La răng cực kỳ là đẹp luôn. Sơn zin 100%. Chúng ta có cái đèn xi nhan bão rẽ ở phần hông xe cánh cửa này. Đó. Gầm rất là cao. Các bác có thể kết nối qua Zalo cho em theo số là 0968 288 444 để em gửi những hình ảnh chi tiết nhất của cái chiếc xe này để cho các bác quan sát nhé.
Đây là cụm đèn hậu phía sau, đèn là đèn zin theo xe và nó rất là trong và không có bị ố vàng hay bị rạn nứt đâu các bác nhá. Xe được trang bị đây thấy có một mắt camera này. Đó. Xe cực đẹp luôn ạ. Đây, đèn hậu này. Chiếc xe này mà các bác chạy đường trường thì mức tiêu hao nhiên liệu thì nó chỉ ăn vào khoảng trên 7 lít. Trên 7 lít dầu cho 100 km thôi các bác nhé. Rất là tiết kiệm. Và dòng Isuzu thì nó rất là bền. Đây, đây là nội thất của chiếc xe. Vô lăng 3 chấu, ghế da màu nâu, nội thất 2 màu. Đấy, vô lăng cửa sổ rất là đẹp. Đây. Xe được trang bị hộp số sàn 5 cấp. Đây, cửa sổ này. Xe đã được lên màn hình. Màn hình tích hợp cam lùi. Màn hình DVD. Đó, trên chiếc xe này thì toàn bộ hệ thống điện, điều hòa các thứ này đều là cơ hết các bác nhé. Cơ thì dùng nó sẽ cực kỳ là bền. Xe Nhật thì luôn hướng đến sự bền bỉ nên nó không trang bị quá là nhiều các tính năng option. Đây, trần xe thì đã được bọc da. Đó, toàn bộ nhựa tắp lô tắp ly. Đây, tắp ly cửa này, nhựa rất là tươi. Đó. Đây hàng ghế phía sau. Nói chung là một chiếc SUV 7 chỗ thực thụ thì hàng ghế của nó rất là rộng rãi. Đây, khoảng không gian giữa hai hàng ghế rộng mênh mông các bác nhá. Và đây là hàng ghế thứ ba. Đây. Hàng ghế thứ ba đây. Với mức giá là 580 triệu. Có hỗ trợ làm giả góp các bác nhé. Các bác nào quan tâm thì vui lòng kết nối qua số điện thoại cho em là 0968 288 444 ạ. Xem xe tại thành phố Thái Nguyên. Xe cực đẹp luôn. Trời khá là nóng nên là em sẽ chỉ quay video ngắn ngắn thôi. Bác nào quan tâm thì vui lòng alo cho em qua số điện thoại là 0968 288 444 các bác nhé. Giờ thì em xin phép là kết thúc video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo ạ.